Tại hội thảo kinh nghiệm xử lý các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của Úc do Bộ Công Thương tổ chức vừa qua, các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia doanh nghiệp đã chia sẻ những quy định pháp luật cũng như những khó khăn, kinh nghiệm trong việc xử lý điều tra phòng vệ thương mại, đặc biệt là với thị trường Úc. Tính đến nay đã có hơn 120 vụ kiện phòng vệ thương mại có liên quan tới hàng xuất khẩu của Việt Nam. Chỉ riêng giai đoạn 2016-2017, số vụ việc là 23 vụ. Hiện nay, hai vụ việc điều tra kép chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với nhôm ép và thép mạ kém. Úc đã có quyết định cuối cùng với kết luận có lợi cho Việt Nam. Hai vụ còn lại với dây thép và tháp gió vẫn đang trong giai đoạn điều tra.